Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chuyên mục hôm nay. 13 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai trên toàn quốc. Công an huyện Thọ Xuân tăng cường xử lý nồng độ cồn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, giảm 2 người chết, tăng 9 người bị thương. Trong ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, giảm 2 người chết, tăng 9 người bị thương. Trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 7.057 trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt gần 12 tỷ đồng, tạm giữ 140 ô tô, 1.920 mô tô, 18 phương tiện khác, tước 1.159 giấy phép lái xe các loại. Từ năm 2003, việc học và thi lấy giấy phép lái xe ô tô tại Việt Nam sẽ có thêm các quy định mới, trong đó đáng chú ý nhất là việc học viên phải học thêm chương trình lái xe trên cabin mô phỏng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tất cả các trung tâm đào tạo lái xe ô tô sẽ phải đồng loạt tổ chức giảng dạy môn học lái xe ô tô trên cabin mô phỏng. Ngoài ra, với bằng lái xe ô tô hạng B1, B2 và C, thời gian học lái xe trên cabin mô phỏng là 3 giờ một khóa học. Học viên học nâng hạng bằng lái xe ô tô sẽ học lái xe trên cabin mô phỏng 1 giờ. Riêng học nâng hạng từ B1 tự động lên B1 thì không phải học thực hành lái xe trên cabin mô phỏng. Học viên học lái xe ô tô trên cabin mô phỏng sẽ bắt đầu bằng những bài tập cơ bản như vận hành xe, thực hành lên dốc, đường vuông góc, đường quanh co giống như bài thi sa hình. Sau đó, học viên sẽ được tập nâng cao với kỹ năng lái xe trên các địa hình phức tạp như đường đồi núi, đường cao tốc, đường trong thành phố. Theo quy định mới, mặc dù thêm nội dung môn học nhưng tổng thời gian của cả khóa học lái xe vẫn được giữ nguyên. Học viên sẽ giảm bớt thời gian học thực hành ngoài sân tập, thay vào đó là học ở cabin mô phỏng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thọ Xuân đã huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia trong máu có nồng độ cồn và các chất kích thích. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thọ Xuân đã ra quân quyết liệt xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung kiểm tra xử lý người sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đội đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động tại các tỉnh lộ và tuyến đường có nhiều quán ăn, nhà hàng, tập trung vào các khung giờ từ 12 giờ đến 13 giờ, 17 giờ đến 19 giờ và từ 19 đến 21 giờ. Qua đó, kịp thời ngăn chặn tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, người điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn. Trong cái thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm để đảm bảo tốt cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện để phục vụ cái nhu cầu phát triển kinh tế chính trị của địa phương và đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết được an toàn. Trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm, tình trạng sử dụng rượu bia sẽ gia tăng do thói quen chúc Tết liên hoan của người dân. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, duy trì thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm soát. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn có liên quan đến sử dụng rượu bia, chất kích thích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Các hành vi vi phạm luật giao thông của người điều khiển phương tiện là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách đánh võng trên đường, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá tải trọng. Người tham gia giao thông vi phạm các quy tắc giao thông như không bật đèn xi nhan khi rẽ, đi bộ sang đường không đúng nơi quy định, chở hàng hóa cồng kềnh. Người điều khiển xe đạp, xe máy điện lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm. Hãy chấp hành luật giao thông đường bộ, tính mạng con người là trên hết.